Cách đây hơn 2 tháng, một trong những người đi rừng nổi tiếng tại LCK Clip đã vướng phải drama với đối tượng dục tài tiếng. Vụ việc liên quan đến đời tư của Clip đã làm nổ ra vô số cuộc tranh cãi trong các hội nhóm liên minh. Qua đó, Hawa Live cũng đã thay thế Clip bằng Chris Lee ở vị trí đi rừng. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân khiến Hawa Live thua thảm ở cả vòng playoff LCK mùa hè cùng vòng loại khu vực LCK. Kể từ cuối tháng 6 đến hiện tại, ban thư ký LCK đã triệu tập ủy ban điều tra LCK để làm rõ vụ việc liên quan đến đời tư Clip. Cũng trong giai đoạn này, ban tổ chức giải đấu cũng xem xét về mức độ ảnh hưởng hoặc vi phạm từ hành vi của Clip đối với những quy định của giải. Sau cuộc điều tra tình hình và làm rõ sự thật, ủy ban điều tra LCK cho biết cần có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Thông qua việc xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Clip bị đình chỉ tham gia thi đấu tại LCK, LCKCL cùng các khu vực khác với mức phạt 12 tháng. Sau khi bị đình chỉ thi đấu khỏi LCK, LCKCL và các khu vực khác của liên minh, ủy ban công bằng eSports Hàn Quốc cho biết Clip đã bị đình chỉ tư cách thành viên 18 tháng khỏi KSPA, Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc, từ ngày 8 tháng 7 năm 2023 đến ngày 7 tháng 2 năm 2025. Điều này tương đương với việc Clip bị cấm thi đấu khỏi toàn bộ các giải eSports của Hàn cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2025. Nhưng nếu muốn, anh có thể thi đấu liên minh huyền thoại ở các khu vực nước ngoài sau khi án phạt đình chỉ 12 tháng của mình kết thúc. Sau thất bại trước Teamwell ở chung kết nhánh thua, Secret đã chính thức khép lại VSS Hoàng Hồn ở vị trí thứ 3. Đây là kết quả để lại khá nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khi Team Secret đã hoàn toàn lột xác và thi đấu cực bay tại vòng playoff. Có những thời điểm, tưởng chừng Team Secret đã chạm tay vào chiếc vé đến World 2023. Một trong những phát hiện được cho là cực kỳ thành công của Team Secret tại mùa giải năm nay, đó là việc Hero được sử dụng ở vị trí đường giữa thay cho Artifact. Không chỉ thích nghi rất nhanh, Hero còn trở thành nhân tố quan trọng, góp công lớn vào những chiến thắng của Team Secret. Chứng kiến sự phát triển của Hero, người hâm mộ lại lo lắng cho tương lai của Artifact. Thời điểm Hero thay Artifact đánh chính, nhiều tin đồn về việc Artifact dính líu đến những hành vi tiêu cực nên bị Team Secret loại khỏi đội hình. Dù sau đó Team Secret có lên tiếng đính chính việc Artifact dự bị hoàn toàn vì chuyên môn, nhưng kể từ thời điểm đó hậu béo mất tích hoàn toàn trong đội hình Secret. Mới đây, sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng, Artifact đã chính thức lên tiếng khẳng định bản thân trong sạch sau quá trình điều tra của ban tổ chức VCS. Mình xin thông báo và đính chính tin đồn về bản thân mình trong thời gian gần đây. Mình không dính dáng đến cá độ hay bán độ. Mong mọi người đừng lan tin bậy nữa để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và danh dự của mình. Cảm ơn ban tổ chức VCS đã hỗ trợ điều tra trong thời gian qua. Như vậy mọi thứ đã rõ ràng, việc Artifact không thi đấu cho Team Secret trong thời gian qua là để phục vụ cho công tác điều tra của ban tổ chức VCS. Không loại trừ khả năng Artifact sẽ quay trở lại tập luyện cùng đồng đội trong màu áo Team Secret và tiếp tục thi đấu tại mùa giải 2024. Khởi tranh từ ngày 3 tháng 9, Asia Star Challengers Invitational 2023 trải qua 2 ngày thi đấu và chuẩn bị đến với ngày thi đấu thứ 3. Trong 2 ngày thi đấu vừa qua, những đại diện đến từ VCSB đã thi đấu 2 trận, tuy nhiên kết quả mang lại có chút khác biệt. Về phần Team Secret Academy, những tài năng trẻ của Ấn Mật Giáo đánh bại được CTBC Flying Oyster Academy, một đội Challenger đến từ VCS. Thế nhưng, trận đấu mở màn của đội lại không được may mắn như vậy, khi đối đầu với họ là đội trẻ đến từ Hawa Live. Được biết, lò đào tạo của Chris Lee đã lọt vào top 4 LCKCL mùa hè 2023 và chỉ chìm chân sau khi gặp đối thủ mạnh là Dragonex Challenger. Tiếp đến là NBA, đội tuyển vừa debut vào đầu năm 2023 nhưng đã có cơ hội đi quốc tế trước cả Slater. Với những cá nhân đã được cọ sát ở giải đấu chính của VCS 2 mùa giải, NBA cũng đã thể hiện được phần nào tinh thần không ngại va chạm của khu vực, qua đó cũng đem về một trận thắng và một trận thua. Dễ dàng đánh gục đội trẻ đến từ khu vực Nhật Bản, nhưng khi phải gặp một đối thủ mạnh từ LPL, NBA đã không thể bảo toàn tỷ số 2-0 cho mình. Về phía Babywell, chiến đội cao vòi con sau khi hay tin đội hình chính giành được vé tham dự Worlds 2023 cũng đã không thể nối gót để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Sau khi trải qua hai trận đấu với Taipei Bravo và Nongshim Esports Academy, Babywell đã không thể giành được một chiến thắng nào. Một phần người hâm mộ cho rằng Babywell đã gặp phải đối thủ quá mạnh khi Nongshim Esports Academy là đội vô địch giải đấu hạng 2 của Hàn Quốc mùa hè vừa qua. Thế nhưng, khi đứng trước một đội tuyển yếu hơn như Taipei Bravo, đội tuyển không lọt nổi vào top 4 của PCSCL, thì Babywell cũng không thể mang về thắng lợi. Nhìn chung với thể thức BO1, các đội không có nhiều thời gian thay đổi chiến thuật để định hình lối chơi khi gặp đối thủ mới. Do đó, việc thắng hay thua cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn. Sau chiến thắng hủy diệt 3-0 ở Round 2 Playoff VCS Hoàng Hôn 2023, Team Secret gặp lại Team Well ở trận đấu có tính chất quan trọng hơn rất nhiều là chung kết nhanh thua. Đội chiến thắng trong cặp đấu này không chỉ góp mặt tại trận chung kết tổng gặp GAM để cạnh tranh chiếc vô địch mà còn trở thành đại diện thứ hai khu vực VCS có được tấm vé đến với World 2023. Trận đấu diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ khi cả hai đội liên tục ăn miếng trả miếng với những pha giao tranh mãn nhãn. Sau 5 ván đấu dài hơi và căng thẳng,
Timberwolves là đội có được chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó cùng Gam tranh tài tại Worlds 2023. Được đánh giá rất cao từ đầu mùa giải với lực lượng gồm nhiều ngôi sao, có những thời điểm Timberwolves đánh mất chính mình với chủ phong độ tuột dốc, nhưng cuối cùng thầy trò Yuna đã đạt được mục tiêu mà tất cả các đội đều mong muốn, đó là chơi tại Worlds. Đây cũng là lần đầu đi quốc tế của rất nhiều tuyển thủ trong đội hình Timberwolves. Tham dự Worlds 2023 không chỉ là dịp để các tuyển thủ cọ sát, chứng tỏ bản thân mà còn là cơ hội để họ có thể gặp gỡ những tuyển thủ ngôi sao từ các khu vực mạnh. Đường giữa Chloe và đường trên Sparta cũng đã tiết lộ những cái tên mà bản thân muốn được đối đầu. Không quá khó khi Chloe muốn được chạm mặt Jovi, đường giữa của Janji. Thậm chí Chloe còn hài hước cho rằng đường giữa của Janji hiện tại là bố của mình nên rất nóng lòng được chạm mặt thách đấu. Chloe được đánh giá là có lối chơi khá giống Jovi, nổi bật là khả năng farm lính vượt thời gian. Trong khi đó Sparta thần tượng The Shy và mong muốn được đối đầu cũng như vượt qua thần tượng của mình. Như Riot Games đã hé lộ cách đây một thời gian, công ty làm phim này cho biết sẽ tung ra khá nhiều cập nhật liên quan đến việc cải thiện trải nghiệm của game thủ. Trong đó, hệ thống thanh trừng AFK cũng là một trong những thứ được Riot Games cải tiến. Nhưng thay vì truy tìm và xử lý những tài khoản AFK đúng lúc đúng chỗ, dường như Riot đã code nhầm một số thứ khiến cho nhiều người chơi Yumi bị lĩnh án phạt đầy oan ức. Chi tiết hơn về vụ việc này, vua so lỗi của Liên minh huyền thoại Vanirio đã tìm ra rất nhiều game thủ sử dụng Yumi bị phạt vì hệ thống phát hiện AFK. Nhưng trong những trận đấu, những người chơi sử dụng Yumi đều đã mua trang bị và sử dụng như hình với bóng W vào người đồng đội để ra đường. Vì hệ thống phát hiện AFK, nhiều đội đã bỏ phiếu hay remake đấu lại. Thậm chí người chơi Yumi còn không có quyền bỏ phiếu không vì bị nhận diện là AFK bởi hệ thống. Về số phận của những người chơi Yumi này, nhẹ thì bị trừ điểm xếp hạng, nặng thì lĩnh án phạt và bị rơi vào hạng đợi khi tìm trận. Bởi vậy, hiện tại cộng đồng phương Tây đang có khá nhiều người chơi réo tên Riot Games và yêu cầu khắc phục lỗi game này càng sớm càng tốt. Trái lại, cũng có fan nửa đùa nửa thật muốn Riot giữ lại lỗi này vì Yumi là vị tướng đáng ghét. Gần đây trong khi hé lộ kế hoạch thay đổi dành cho mùa giải 14, bao gồm cả việc loại bỏ trang bị thần thoại, Riot đã thông báo một thông tin bất ngờ về việc những cập nhật tầm trung cũng như làm lại tướng sẽ bị tạm hoãn. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi Riot vẫn thường xuyên đăng tải thông tin làm lại các tướng, tạo bình chọn hay tiết lộ gần nhất là về VGU cho Scanner. May mắn thay, Andre Mettler Van Roo, một thành viên của Riot, đã có lời giải thích về lý do của việc tạm hoãn. Theo ông, việc tạm hoãn xảy ra vì đội ngũ phát triển các bản cập nhật tầm trung thuộc cùng một nhóm với việc phát triển tiền mùa giải, vì thế họ buộc phải tạm hoãn hoạt động này một thời gian cho đến mùa giải 2024. Những bản cập nhật tầm trung khác với việc làm lại tướng thường chỉ liên quan đến việc điều chỉnh bộ kỹ năng của vị tướng và không bao gồm bất kỳ cải tiến hình ảnh hoặc âm thanh lớn nào. Ví dụ gần đây nhất là việc điều chỉnh Ivern trong bản cập nhật 13.11 đã thay đổi lối chơi của thủ thần thân thiện sang hướng tấn công chủ động hơn. Khi đề cập đến lịch phát hành cho các cải cách quan trọng của tiền mùa giải, Mellor tiết lộ cách mọi thứ sẽ được tung ra trong một bản vá lớn, tiếp theo là một số bản cập nhật nhỏ hơn. Nói cách khác, những thay đổi ở tiền mùa giải 2024 sẽ liên kết một cách chặt chẽ và hoàn chỉnh trước khi mùa giải được phát hành.